Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn ở Chấm TV. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bộ phim Bạn Gái Lầu Dưới của tôi xin ký nhận đã đi được nửa chặng đường. Sắp tới, dự báo là sẽ có những lần ngược tơi tả của cặp đôi nam và nữ chính. Trong thời gian một tuần tới mới có phim, chúng mình cùng tìm hiểu về profile của cô nàng nữ chính đáng yêu Ôn Tiểu Noãn nhé. Tên thật Từ Hảo, sinh thần 30 tháng 10 năm 1995, chồng sao là Thiên Yết, quê quán Diêm Thành, Giang Tô, chiều cao 1m68 và cân nặng là 43kg, nghề nghiệp diễn viên, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Từ Hảo từ nhỏ đã đam mê nghệ thuật, muốn đi lên bằng con đường biểu diễn để theo đuổi ước mơ của mình. Năm 12 tuổi cô rời xa vòng tay cha mẹ, rời xa quê hương Diêm Thành để đến Bắc Kinh cầu học. 6 năm lăn lộn ở Bắc Kinh, cô đã tiếp thu được vũ đạo, thanh nhạc, biểu diễn chuyên nghiệp cường độ cao. Năm 2014, sau bao nhiêu nỗ lực, cô đã được nhận vào 4 trường bao gồm Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hí kịch Trung ương, Đại học Truyền thông Trung Quốc và Học viện Nghệ thuật PLA. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là lựa chọn cuối cùng của cô cho hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp sau này. Phim từng tham gia Người Thừa Khế năm 2017 vai Tiểu Tịnh, Run Rẩy Đi A Bộ vai Tiêu Như Ý, Huyền Môn Đại Sư 2018 vai Tử Lưu Ly, Thiên Thịnh Trường Ca 2018 vai Tiểu Ninh, Hạo Lan Truyện 2019 vai Vân Mộng Công Chúa, Lần Thứ Hai Cũng Rất Đẹp 2019 vai Vương Lôi, Người Bạn Thực Sự Của Tôi 2019 vai Lạc Tổ Nhi, Lưỡng Thế Loan 2020 vai Khương Tham, Bạn Gái Lầu Dưới Của Tôi Xin Ký Nhận 2020 vai Ôn Tiểu Noãn. Chúng ta vừa tìm hiểu về cô nàng Từ Hảo đáng yêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Chấm TV. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, đăng ký kênh nhé. Xin chào các bạn.